Góc tự hào, VinFast đưa xe hơi điện made in Việt Nam vượt Thái Bình Dương, thẳng tiến tới Mỹ và châu Âu. Mới đây, cư dân mạng được một phen xôn xao khi những hình ảnh đầu tiên của chiếc tàu vận tải mang theo các mẫu xe điện VF8 vượt đại dương để tới bờ Tây nước Mỹ. Vướng phải nhiều sự nghi ngờ từ cộng đồng mạng rằng hình ảnh này là fake và được dựng lên bởi Photoshop. Phía VinFast đã lên tiếng giải đáp, đồng thời nhiều phượt thủ cũng chủ động tiếp cận con tàu để ghi lại hình ảnh chứng minh sự tồn tại của nó. Được biết, con tàu này tên thật là Silver Queen, Nữ Hoàng Bạch Ngân. Vì thuộc lớp PCTC nên cô nàng có thể chứa tới 6.000 chiếc xe hơi điện VF8. Tuy có nhiều ý kiến trái chiều trong sự kiện này, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đây là một sự kiện đáng tự hào đối với người Việt. Khi mà một quốc gia mang danh đến con ốc vít cũng không sản xuất được, nên đã có thể đưa xe hơi điện made in Việt Nam đến các thị trường khó tính như Hoa Kỳ và châu Âu.